Xin chào, vậy là một tuần nữa lại trôi qua và tuần này mình lại có một thứ rất là thú vị để dành cho các bạn xem. Tất nhiên rồi, nếu mà không thú vị thì các bạn ở đây làm gì đúng không? Đây là một thứ như rất đơn giản mà mình chắc chắn là ai cũng đã từng sử dụng, đã từng nhìn thấy và thậm chí là sở hữu nó nữa. Nhưng mà không phải ai cũng biết hết công năng của nó nhé. Đối với mình thì nó giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc từ chụp ảnh này, quay phim này, đi du lịch này và nói chung là rất nhiều việc khác nữa. Vậy là bạn đã chuẩn bị chưa và sẵn sàng để biết được nó là cái gì chưa? Ta làm một tí đếm ngược nhé, xem nó là cái gì. 3, 2, 1, đây. Đó đây, chính là cái dây máy ảnh mà các bạn được tặng kèm ở trong cái hộp máy ảnh của các bạn. Thú vị không? Mình biết là không thú vị mà nhìn cái mặt là biết rồi. Tuy nhiên, các bạn hãy cứ ngồi chắc và xem hết video nhé. Mình tin chắc chắn rằng nếu mà không phải là một thì là 2, 3 hoặc là 4 điều sẽ làm các bạn ngạc nhiên và muốn tìm lại chiếc dây máy ảnh mà mình đã từng bỏ quên đấy. Mẹo nhỏ đầu tiên sẽ giúp bạn chụp ảnh nét hơn, tránh bị rung tay. Đó chính là hãy vòng dây máy ảnh qua cổ, sau đó đẩy máy ảnh căng ra. Lúc này thì máy ảnh của bạn đang được giữ căng trước ngực bằng cái dây máy ảnh này. Điều này sẽ giúp các bạn làm giảm đi rung chấn khi chụp ảnh đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn không thích kiểu đeo dây vào cổ sao? Mình biết là cái mẹo này cũ quá rồi đúng không? Thì các bạn có thể làm thế này. Đầu tiên là vòng dây qua tay, sau đấy đặt nó vào cổ tay và kéo căng nó ra. Các bạn có thể đẩy căng nó ra như thế này. Và với chỉ một tay thôi, các bạn có thể có những bức ảnh nét hơn, không bị rung tay. À, mà cũng đừng quên là chính phương pháp này cũng sẽ giúp các bạn quay video đỡ bị rung hơn đấy. Mẹo thứ hai, mẹo này thì mình dành riêng cho các bạn thích chụp phong cảnh. Nếu mà bạn hay chụp phong cảnh ý, thì chắc hẳn các bạn đã nghe đến cái loại filter gọi là GND rồi đúng không? Viết tắt cho Graduated Neutral Density Filter ấy. Tên thật là. Thế cái filter này thì thường khá là đắt. Nếu mà các bạn không có những filter này sao? Mình sẽ chỉ cách cho các bạn thay thế được những filter đấy bằng cái dây này. Ví dụ mình chùm tấm ảnh và mình phơi sáng khoảng 10 giây. Lúc này mình sẽ thử che cái phần dây này này vào trước ống kính. Làm sao cho nó che hết phần bầu trời đi. Mình sẽ giữ ở đấy khoảng 3-4 giây hoặc 5 giây. Sau đó mình bỏ ra. Lúc này thời gian phơi sáng của phần bầu trời ở trên ý, nó sẽ ít hơn thời gian phơi sáng của phần mặt đất ở dưới. Và vì nó là ảnh phơi sáng nữa, vậy là các bạn sẽ không nhìn thấy cái dây này nó ở trong ảnh đâu, yên tâm đi. Đó, và bạn đã có một tấm ảnh phong cảnh mà không cần đến cái GND filter đắt tiền kia rồi đúng không? Trước khi đi đến với cái mẹo tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Đó chính là hồi mình còn trẻ ấy, mình nghĩ là kiểu con trai sức dài vai rộng nặng kiểu 70-80 cân này thì có chọn đồ gì thì hãy chọn những cái đồ mà nó phù hợp với vóc dáng của mình, tức là nó to một tí. Vậy là mình đã mắc một sai lầm rất lớn. Đó chính là mấy năm trước mình có mua một cái tripod nó khủng long như thế này. Và mỗi lần ra ngoài ấy, thì mình không hề muốn đem nó đi cả. Cho đến một ngày mình phát hiện ra là mình có thể kết hợp cái này và cái này. Các bạn hoàn toàn có thể dùng chiếc dây đeo máy ảnh này để biến nó thành một cái dây đeo tripod. Làm nào ạ? Cực đơn giản luôn. Mình chắc chắn là đối với những dây máy ảnh kèm những dây nào nó cũng sẽ có những cái miếng nhựa giúp cho chúng ta vòng dây thành những cái lỗ như thế này này. Vậy là các bạn có thể sử dụng những cái lỗ này và móc vào hai đầu của tripod như mình làm sau đây nhé. Vậy là chúng mình lại có cái dây đeo tripod hiệu Canon, Sony hoặc là Nikon rồi đúng không? Như mình vừa nói với các bạn ấy thì mình là một người rất là lười. Nhiều lúc mình xuống phố quay video mình không thèm đem theo gimbal hay là steadicam hay là gì để quay cho mượt cả. Lười là một lý do, còn lý do rất lớn nữa mà tại sao mình không đem theo ấy, đó chính là mình không có gimbal. Tuy nhiên ấy, có một cái mẹo giúp mình chữa cháy rất nhiều trong trường hợp mà mình cần những cái footage mà kiểu mượt ấy. Đó chính là nhờ chiếc dây này. Làm thế nào ạ? Nó như thế này nhá. Đầu tiên các bạn có thể cầm cái dây lên thế này, sau đấy vòng một phần của cái dây vòng xuống dưới, đỡ lấy cái lens. Với sức nặng của cái máy ảnh và cái lens ấy, nó sẽ giúp các bạn có được những đoạn footage mượt hơn. Các bạn cũng hãy nhớ là bước đi chậm chậm thôi nhé, nhẹ nhàng thôi. Thêm vào đấy nữa ấy, thì nếu cái máy ảnh của các bạn nó càng nặng, footage của các bạn sẽ càng mượt như thế này này. Ở đây chắc không phải một mình hay xem video của các anh kiểu filmmaker ở nước ngoài. Các anh ấy làm phim rất là đẹp, kiểu mượt đi xong rồi có những cái chuyển cảnh mà kiểu xem kiểu. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để làm những chuyển cảnh đấy rất dễ. Chỉ cần dây thôi. Các bạn hãy thử cầm cái dây máy ảnh của mình khi đang quay một shot hình nào đấy nhá. Sau đó đang giữa chỉnh lại, các bạn thả dây ra. Sau bước thứ hai, các bạn hãy bấm quay, sau đó vẫn cứ cầm cái dây ở trên nhá. Thả cái dây ra, cho máy ảnh nó rơi xuống một tí. Rồi chúng ta bắt đầu quay tiếp khi mà cái máy ảnh nó đã rơi đến điểm cuối cùng. Sau đấy về ghép hai video vào với nhau, tìm cái đoạn cắt ở giữa kiểu hợp lý nhất ấy. Các bạn sẽ có một cái chuyển cảnh trông cũng khá là ngầu chứ đúng không? Hôm trước mình được nghe một câu chuyện về một người bạn của một người bạn của mình muốn quay một shot thế bằng GoPro nhưng mà không có cái dây để kiểu gắn GoPro lên người ấy. Bạn biết anh bạn làm nào không? Ngậm GoPro vào mồm và đi một chặng đường dài khoảng chắc cũng vài km.
Lúc mà nghe câu chuyện xong mình nghĩ là việc gì phải khổ thế. Chúng ta có thể làm như này này. Các bạn có thể lấy chiếc dây máy ảnh của mình vòng qua người, sau đó thắt chặt vào. Lúc này các bạn sẽ có góc máy đúng như những gì các bạn nhìn thấy thôi. Giống như trong game Half-Life ngày xưa ấy, tưởng mình có hai tay trước. Vậy thôi, đấy là những cái mẹo mà đã giúp mình rất nhiều trong việc chụp ảnh, quay phim, mang vác đồ cho đỡ khổ chân già này. Nếu mà các bạn có mẹo nào khác để dùng chiếc dây máy ảnh này thì cũng đừng ngại và hãy cho mình biết ở dưới phần comment nhé. Vậy thôi, hết rồi. Mình mong là sau khi xem xong video này các bạn sẽ đừng hắt hủi em nữa. Và cuối cùng thì trước khi tắt cái tab YouTube này đi, các bạn hãy nhớ là mình có nút like, nút subscribe và cả nút share nữa. Vậy đó, hẹn gặp các bạn tuần sau.